Thằng bé vừa rơi bánh mì bạn ạ. Tiếp. Chấp nhận rồi mà. Hay là luật 10 giây, nhắn lên ăn luôn. À, mình thấy bảo là đồ vừa rơi xuống đất 10 giây sau nhặt lên mà ăn được mà nó chưa bị bẩn á. Chưa bị vi khuẩn nhưng bẩn vẫn bẩn bạn, chẳng qua ăn bẩn sống lâu. Cứt trâu trường thọ và cứt bòi trường sinh. Đúng. Ôi mẹ ơi bạn ơi, có mấy con xe khách to đùng kìa, bạn tưởng tượng là mấy con xe khách cái lúc nó chạy xuống ấy. Cô gái Hà Lan bóp vú cái. Ôi ôi em ơi, vú em to quá, cho anh làm quen với. Ôi đi cái trông giận dữ vãi lìn ra. Lên đường nữa các bạn ơi. Giờ bọn mình đi bằng dép của khách sạn đấy các bạn đấy, giày bọn mình ướt hết rồi. Có cái khóa mà, có cửa mà. Đây đây đây. Ô mình cầm khóa cửa ấy chứ. Có cửa đấy. Ăn chưa đã, đói rồi. Úi dồi ôi. À, cái gì cơ? Này, các bạn có thấy những dân chơi giày trắng không? Các cháu đi giày trắng á. Ôi đi đường này mưa, mưa không nên đi giày trắng đâu. Mấy cái nhà hàng mà vắng người đó. Bro, let's go nào. Follow me. Đây Dũng đang cầm máy ảnh của mình các bạn. Các bạn tôi phải bận cầm GoPro rồi. Nên đưa Dũng cầm lại máy ảnh thôi. Ra tầm này như trời mưa mấy quán người ta kiểu bán ít đồ ăn mà. Hôm trước như tôi ăn ở trong quán này thôi. Ăn phở. Trên này ít đồ ăn. Ơ để hỏi xem người ta bán không? Bán cái gì thì ăn đấy thôi. Nó rẻ thôi. Sao giờ? Đó, đây, cơm này, bò này với lại canh. Thoải mái nhỉ, mà ngay mà ăn nhỉ. Ăn tối nhá, đây phải xới cơm này. Có nhiều cơm nhỉ. Các bạn xới cơm. Yo, chào các bạn, lại là mình đây. Bây giờ là tôi sẽ đưa anh em lên nhà thờ đá Tam Đảo nhé. Nhanh lên là bro. Đây rồi chúng ta phải đi lên cái bậc đá này, cái bậc thang này. Yêu cho nhau ngọt ngào. Làm đéo thì vậy Dũng. Có xíu cao này. Bạn có ngửi thấy mùi gì không? Nó giống như kiểu mùi ấy, mùi sữa ấy. Tôi cũng không biết này bạn. Mùi kiểu giống kiểu mùi bột sữa. Đây, bạn ra đây tôi chụp cho mấy căn nhà xanh đỏ này. Đó, có đây, chụp cho. Được luôn. Nắng mang em đi rồi em để lại. Tiếng ve giả. Không. Tiếng ống nước. Tiếng ống nước á. Đây à. Mà bạn tôi tưởng tiếng ve giả. Trông kiểu à đủ. Tiếng ống nước rồi tiếng ve giả. Nhà hàng cũng mưa. Sao? Tại mưa rồi, chỉ mát thôi. Thế tôi không đi đâu. Bạn đang tiếc tiền ư? Tiếc. Dẹt. Tiếc tiền nó lại là phạm trù còn hơn cả dép. Nhưng mà tối rồi tối nhanh nhở? Vừa. Dép có thể. Trên này các bạn thấy không? Người ta xây dựng khá nhiều. Lòng cắn rứt vai đái. Có cái gì đâu mà cắn rứt, chán đời. Dạ không anh ơi. Vâng em được rồi. Đi bro. Chị à, em vừa ăn mất rồi. Mất ăn rồi. Thằng bé vừa rơi bánh mì bạn ạ. Tiếc. Chấp nhận rồi mà. Hay là luật 10 giây, nhắn lên ăn luôn. À, mình thấy bảo. Mình thấy bảo là đồ vừa rơi xuống đất 10 giây sau nhặt lên mà ăn được mà nó chưa bị bẩn á. Chưa bị vi khuẩn như bẩn vẫn bẩn bạn chẳng qua. Ăn bẩn sống lâu. Cứt trâu trường thọ mà cứt bòi trường sinh. Đúng. Ôi mẹ ơi bạn ơi, có mấy con xe khách to đùng kìa, bạn tưởng tượng là mấy con xe khách cái lúc nó chạy xuống ấy. Cô gái Hà Lan. Bóp vú cái. Ôi. Ôi. Em ơi, vú em to quá, cho anh làm quen với. Ui đi cái mẹ trông giận dữ vãi lìn ra. Trông nó khá giống quảng trường ở Sapa ấy. Đấy chứ mình đi Sapa, quảng trường này mọi người này. Sapa quảng trường của nó sâu hơn. Mọi người thấy mây mù ở trên kia không? Đó. Ở Hà Nội nóng quá nên trên này tôi thấy lạnh quá bạn ạ. Ôi bạn ơi, tôi lạnh quá mà. Đi coi ạ vãi luôn. Các bạn ơi, mẹ tự nhiên mình lướt thấy cái đéo ở đây. What the fuck. Đi mẹ mày kinh vãi luôn. Trần Đức Bò. Đây bây giờ là mấy giờ ở Nhật? 22 giờ. Mấy giờ Dũng ơi? 10 rưỡi hả? Mọi người có muốn xem Tam Đảo về đêm không? Quay các bạn xem 10 giờ nhá. Đang mưa hay sao ấy, ở ngoài đang mưa ấy. Bọn mình đang tính là đi ngủ, mai để sức lại về thôi. Về Hà Nội lại thăm ngàn, kẹp ngân lại làm không? Ô mọi người ơi. Nè mọi người nè, ôi buổi tối còn mưa này. Đó, buổi tối ở trên Tam Đảo nha. Anh em phải nhìn thấy được những cái ánh đèn thôi. Ui. Trông kiểu đèn màu thật sự. Chắc phải đóng lại nữa. Mưa. Mở ra chi nữa đóng. Hey bro. Ngủ sớm hết rồi, đi ngủ thật luôn à. Đây các bạn, kể chuyện cho anh em nghe là tức là GoPro nó hết pin nếu mình không quay được. Đoạn từ quảng trường về bọn mình có đi về nhà, xong rồi lại tắm rửa nghỉ ngơi, xong rồi bọn mình đi ăn ở cái quán nướng ở dưới. Nướng người ta bán theo kiểu thịt xiên nướng ấy. Thế là thôi lại đi toang 2,2 lít mọi người ạ. Hello các bạn, sáng sớm thức dậy ở một nơi xa ấy. Hôm nay thì bọn mình chuẩn bị về đây anh em. Lúc nãy có sương mù nhưng mà mình chưa quay cho anh em đó. Bây giờ thì sương mù nó cũng tan rồi, kiểu khoảng 9 rưỡi gì đấy. Này bạn ơi, chúng ta lên đường về nhà thôi. Wow, lại bắt đầu cuộc hành trình 80 km các bạn. Quay trở lại với thủ đô của mọi nhà, Hà Nội. Trái tim của đất nước, nhấn từng một đi bạn. Trên này là các bạn thở ra khói, ở trên này nhiệt độ Tam Đảo hiện tại 22 độ C nhá. Ra ngoài trời thì thở được ra khói rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ lên xe nha các bạn nhé. Chào chào. Thank you.